có chí thanh niên phong thiệu diệp xuyên qua đến dị nhân thế giới, trở thành tân tấn thập lão phong chính hào con trai thứ. Hắn dựa vào gia truyền bác kỳ kỹ năng, câu linh khiển tướng, trước thu tiên thiên ngũ linh, sau thu thần bạn chi tinh. Đang lúc phong thiệu diệp quyết định từng bước từng bước trở thành vu vương mạnh nhất dị nhân giới, hắn đột nhiên được mời gia nhập nhóm cha thứ nguyên giống như gánh hát thảo thai. Kết quả là, hắn tại thế giới nuốt rô dơ chi hồn, tại thế giới đùa bẩn quỷ thần, tại thế giới trấn áp cát đàn ông mà, chỉ hướng phải rộng lớn một chút. Chỉ làm vu vương dị nhân giới thì có ý nghĩa gì? Ta muốn trở thành nam nhân của vạn giới vu vương. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Mục tiêu là tối cường vu vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong một không gian hỗn độn mờ mịt, cự mãn tản mát ra khí tức mang hoang đang không ngừng chạy đi. Trên người nó tràn đầy vết thương, đôi mắt hung sát cũng lộ ra một tia mỏi mệt. Xa xa, chúng ta đã hao tổn một tháng rồi. Ta cũng không cần bản thể của ngươi, ta chỉ muốn một đạo bản nguyên chi tinh của ngươi mà thôi. Thanh âm bình thản vang lên quanh thân rắn. Một đạo thân ảnh mặc quần áo thoải mái xuất hiện ở bên cạnh xa xa. Hắn giống như bạn cũng nhẹ nhàng chạm vào thân thể rắn. Ánh mắt trắng độc nhất thời lại trở nên hung sát dị thường. Còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Kim Chi túc cách. Theo thanh niên nỉ non một tiếng, hai đồng toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang xuất hiện ở đầu vai của hắn. Sau đó, miệng nó phun ra mũi tên màu vàng, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của trắng hổ mang, mang đến cho trắng một trận đau đớn. Một chi thân khúc. Mắt thấy khí thế của trắng hổ mang từ từ trượt xuống thanh niên búng tay một cái. Lại một đạo thân ảnh màu xanh biếc xuất hiện ở một bên vai khác của hắn. Dây leo vô tận trói buộc thân thể trắng rết, khiến nó không thể động đậy. Người đích xác không phải là đối thủ mà nhân loại có thể địch nổi, nhưng ở chỗ này, trong thần bàn không gian độc đáo này, lực lượng ngươi có thể phát huy không đủ một. Hỏa chi thiêu tẩn. Trước mặt thanh niên lại xuất hiện một thân ảnh hỏa hoa. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Trực tiếp bao trọn con rắn. Xì. Con rắn kêu đau đớn. Là thần tinh linh, nó đã không biết bao nhiêu năm không bị thương. Thủy Chi ẩn núp. Dòng nước vô tận dập tắt ngọn lửa, nhưng điều đó không cho rắn có cơ hội thở. Ngược lại, khí cực lạnh ngược lại với nhiệt độ cao bao phủ trên người con rắn. Sau một khắc, rắn độc trực tiếp bị đóng băng trong băng tinh. Thổ Chi phong bế. Thanh niên vỗ tay cuối cùng nguyên tố tinh linh đại biểu cho ngũ hành lực toàn thân hợp tác, trực tiếp phòng bế rắn hổ mang lại. Rốt cục thành công rồi. Phong thiệu diệp thở vào nhẹ nhõm, hắn đem ngũ hành chi tinh vây quanh thu lại. Đến đây. Anh ta vẫy tay với con rắn. Một đạo hắc ám lưu quan từ trong cơ thể rắn rết tuôn ra, cuối cùng cuốn quanh ở phong thiệu diệp bên tay, hóa thành một cái hình thể nhỏ rắn rết. Con rắn độc một trong bát lừa thần, rốt cục tới tay rồi khoảng cách vu vương mạnh nhất, lại gần thêm một bước. Phong thiệu Diệp cảm thụ được lực lượng tăng cường trong cơ thể rắn độc sau khi nhập thể, hắn lộ ra một tia thỏa mãn. Mưu đồ hơn 10 năm, rốt cục vào tay một tôn lực lượng bát trá thần, cũng không uổng phí hắn chôn thân thâm sơn rừng già theo đuổi ngũ hành chi tinh. Phong thiệu Diệp Chủ tịch tập đoàn thiên hạ, hiện nay là con thứ của Phong Chính Hào, một trong 10 người trong dị nhân giới. Ngoại trừ tầng thân phận này ra, hắn còn có một thân phận không muốn người khác biết. Đó chính là người xuyên Việt. 20 năm trước, Phong Thiệu Diệp tự tên là Lam Tinh Thế Giới, xuyên qua đến hắn kiếp trước xem qua anime thế giới bên trong. Cũng chính là thế giới dị nhân. Hắn vận khí rất tốt, xuyên qua thành phong chính hào nhi tử. Có thể nói, hắn vừa sinh ra, liền đứng ở dị nhân giới đỉnh. Hắn xuất phát tuyến, đã vượt qua tầm thường dị nhân có khả năng đạt tới điểm cuối. Bất quá phong thiệu dịp biết thế giới dị nhân bất phàm luôn có một loại cảm giác sầu lo. Loại cảm giác này tại phong chính hào đem gia truyền công pháp, nằm đó khiến cho rối loạn bác kỳ kỷ một trong truyền cho hắn về sau, càng thêm nghiêm trọng. Dị nhân thế giới nước có thể sâu. Sức mạnh của bác kỳ kỷ lại càng liên quan đến trường sinh bất lão. Ngoài ra, còn có một lão vương ái đang nhìn chầm chầm phong gia. Có thể nói, phong gia tuy rằng thoạt nhìn thanh thế không tệ, trên thực tế vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Để giảm bớt cục diện này, cũng là vì đạt được lực lượng cường đại hơn, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Phong thiệu dịp cự tuyệt dị nhân chi linh phong chính hào chuẩn bị cho hắn. Dứt khoát kiên quyết bước lên con đường tìm kiếm thiên địa chi linh. Lần tìm này, chính là 10 năm. Trong lúc này, hắn lên qua núi cao, xuống qua biển sâu, thậm chí còn thăm dò qua núi lửa. Nếu không phải hắn là dị nhân, chỉ sợ đã sớm chết rồi. bất quá công phu không phụ lòng người, hắn rốt cục tại một năm trước gom đủ ngũ hành chi tinh, thực lực trên diện rộng tăng lên. lại là một tháng trước, phong thiệu diệp tìm được chỗ thần bàn không gian này, gặp được trắng cào, một trong tám vị thần lừa đảo. sau một phen khổ đấu, hắn rốt cục đạt được bản nguyên chi tinh của trắng hổ mang. có thể nói, hắn đã thu phục xa xa, đạt được một trong tám thần lực lượng. Với thực lực hiện tại của ta, hẳn là có thể cùng phụ thân phân cao thấp đi." Khóe miệng Phong Thiệu Diệp lộ ra nụ cười ôn hòa. Có được ngũ hành chi tinh cộng thêm lực tráng độc, hắn giữ gốc cũng là chiến lực cấp 10 lão. Phải biết rằng, hắn mới 20 tuổi a. À? Cho dù là lão thiên sư, chỉ sợ năm đó cũng không có thái quá như vậy. Kế tiếp chỉ cần làm từng bước, đem lực lượng của bác thần khác nhét vào trong tay, hoàn toàn nắm giữ thần bàn ta có thể trở thành vu sư mạnh nhất từ xưa đến nay mục tiêu của phong thiệu diệp rất rõ ràng trở thành vu vương mạnh nhất chỉ có thực lực đủ để nghiền ép hết thảy hắn mới có thể đi báo thù cho vương gia hắn mới có thể đi tìm năng lực trường sinh bất lão hắn mới có thể dẫn dắt phong gia đi về một độ cao hoàn toàn mới đinh thứ nguyên nói chuyện phiếm quần thành mời ngài gia nhập xin hỏi có hay không đồng ý ngay khi phong thiệu diệp hào hùng vạn trượng, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Trong mắt phong thiệu diệp tối sầm, sát khí vô tận bao phủ quanh thân hắn. Ai? Nhóm cha. Khi âm thanh kia trực tiếp vang lên trong đầu, phong thiệu diệp ngây ngẩn cả người. Xuyên qua đến dị nhân thế giới. Phụ thân là 10 người. Kế thừa 8 kỳ kỷ. Thuận lợi thu phục ngũ hành chi tinh cùng bác trá thần xà đây đã là đãi ngộ thỏa đáng cho nhân vật chính rồi. Bây giờ còn muốn cho hắn mở một cái nói chuyện phím bày bàn tay vàng. Cái này còn để cho những người khác trong dị nhân giới sống hay không a? À? Hắc hắc, gia nhập. Phong Thiệu Diệp sẽ không quản những dị nhân khác sống chết. Nhóm cha thứ nguyên, cái tên này nghe cũng rất khí phách. Có lẽ, hắn có thể ở trong đó tìm được đường ra mạnh hơn. Đinh, mạnh nhất vu vương đã gia nhập thứ nguyên nói chuyện phím bày, Màu tới cùng hắn chào hỏi đi. Người mới sách mới, cầu sưu tầm, cầu bình luận, cầu đánh giá phiếu. Dữ liệu ngày đầu tiên thực sự quan trọng, làm ơn. Chương 2 Thứ Nguyên Cha Group là một cái gánh hát trong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đinh, mạnh nhất vu vương đã gia nhập Thứ Nguyên nói chuyện phím bày. Màu tới cùng hắn chào hỏi đi. Theo một tiếng vang nhỏ, Phong Thiệu Diệp đem tâm thần chìm vào trong nhóm cha Thứ Nguyên nhóm chat này thoạt nhìn có chút đơn sơ, hoàn toàn không thực dụng bằng nhóm chat chim cánh cục. Ngoại trừ giao diện nói chuyện phím, Phong Thiệu Diệp chỉ thấy được khu thương mại trống rỗng, cùng với một cái nút trút thưởng thoạt nhìn cũng rất có thể. Ta không phải hồ ly tinh. Này, có người mới gia nhập a à? Hoan nghênh người mới vào nhóm, nếu như người mới có cái gì không biết, có thể tới hỏi ta. Hồng Miêu Thiếu Hiệp, ngươi đều mạnh như vậy, liền không cần thiết cùng chúng ta những này nhỏ yếu quần hữu đoạt giới thiệu điểm tích lũy đi, mục tiêu là 100 triệu bay ly. Vu vương mạnh nhất, thành viên mới có thể xem thông cáo của nhóm một chút, sau đó có thể đi tìm thần cung hồ ly đòi phó bản thế giới của mình. Tôi không phải hồ ly tinh. Cái gì gọi là thần cung hồ ly A? Ta không phải hồ ly tinh. Tức thành cá nóc. Dịp người mẫu chỉ là công tác. Ai bảo Ali ngươi lúc trước ở trong nhóm giả bộ toàn tri toàn năng đâu, hiện tại mấu chốt nhất chính là phó bản thế giới của người mới đi. Nhanh một chút, nhanh một chút, tôi muốn truy phiên. Tiểu Cúc Nhi Tiểu Thư, ngươi không nên chủ trì đạo quán công tác sao? Trong nhóm thảo luận sôi nổi dị thường, Phong Thiệu Diệp liền yên lặng. Hắn đã thu thập được không ít thông tin. Lập tức, cái này thứ nguyên tán gẫu nhóm thành viên, cộng thêm hắn cũng bất quá 5 người xem ra là một nhóm vừa mới kéo lên. Nhóm thành viên thiếu hiệp không phải mèo quyết, rất hiển nhiên là trong Hồng Miêu Lam Thỏ Bảy Hiệp truyện Hồng Miêu Thiếu Hiệp. Còn cái tên? Không quan trọng. Mục tiêu là 100 triệu ba ly, dùng ba ly loại tiền tệ này, chắc chắn là hải tạc vương trong thế giới Nam Mỹ, chính là không biết thời gian tuyến đến nơi nào. Cái tên này nói thật rất khó đoán, nhưng Hồng Miêu trực tiếp điểm danh cô là Tiểu Cúc Nhi còn nói muốn chủ trì công tác đạo quán. Nói cách khác, nàng là thần kỳ bảo bối trung hợp chúng khu vực Đại Minh Tinh, ra ven thành phố đạo quán quán chủ, Tiểu Cúc Nhi. Cuối cùng chính là ta không phải Hồ Ly Tinh. Có rất nhiều nhân vật phù hợp với hình ảnh Hồ Ly Tinh. Nhưng Tiểu Cúc Nhi nhắc tới một câu Ali. Hơn nữa trong tay cô còn có phó bản thế giới của các thành viên trong nhóm. Như vậy nàng đại khái chính là Tô Tiểu Ly trong siêu thần thế giới đáng ăn mừng chính là thành viên trong nhóm cha thứ nguyên này dường như đều là một phương của chính nghĩa. Thú vị! Ánh mắt phong thiệu diệp vô cùng sáng ngời. Thế giới của mấy thành viên trong nhóm này đều có tính thăm dò rất mạnh a. À. Hồng miêu thế giới kỳ lân, các loại thần thú. Quả ác ma của thế giới Nam Mỹ, khí phách. Pokemon của thế giới Junio động cơ gen của thế giới Tô Tiểu Ly. Tùy tiện đạt được một loại, cũng có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên rõ rệt a à. nghĩ tới đây phong thiệu diệp mặc niệm trong lòng gửi tin nhắn đầu tiên trong nhóm vu vương mạnh nhất chào các vị rất vinh hạnh được gia nhập đại gia đình vượt qua thứ nguyên này ta không phải hồ ly tinh xin hỏi a ly tiểu thư người có ta thế giới phó bản sao phong thiệu diệp có chút nghi hoặc hắn là một cái xuyên việt giả cũng không biết tô tiểu ly trong tay có hay không thế giới của hắn phó bản Mặc dù không có, Tô Tiểu Ly nếu như có thể cung cấp dị nhân thế giới phó bản, vậy đối với hắn mà nói cũng có trợ giúp không nhỏ. Xuyên việt 20 năm, ngoại trừ còn nhớ rõ chủ yếu nhân vật cùng kịch bản bên ngoài, hắn đã quên một ít vụn vặt việc nhỏ. Tôi không phải Hồ Ly Tinh. Xin chờ một chút, để tôi đoán thân phận của anh. Tôi không phải Hồ Ly Tinh. Khái niệm vô hình như chỉ có thần Châu Đại Địa mới có, cho nên anh là người thần Châu ta vừa rồi tra xét một chút vu hình như là một loại có thể ngự sử tinh linh đặc thù dị nhân xưng hô vu vương mạnh nhất đúng vậy ta là một vu sư phong thiệu dịp cảm thấy anh nên nhắc nhở tô tiểu ly nhiều hơn ta chỗ thế giới là hiện đại thế giới đồng thời tồn tại có năng lực đặc thù quần thể dị nhân tôi không phải hồ ly tinh dị nhân dị nhân tô tiểu ly nhất thời hứng thú cô ngồi trên ghế ngón tay gõ gõ bàn phím rất nhanh tìm ra tin tức liên quan đến dị nhân ta không phải hồ ly tinh dị nhân thế giới ngươi là phong tinh đồng tô tiểu ly đơn giản hiểu rõ một chút thế giới dị nhân cùng vu liên quan nhân vật nàng thử phân tích một chút cảm thấy mạnh nhất vu vương tuổi tác hẳn là không lớn cho nên nàng đoán là có được câu linh khiển tướng phong tinh đồng đương nhiên cùng phong tinh đồng tuổi tác kém không nhiều lắm vương cũng kỳ thật cũng có thể nói là vu. Nhưng Tô Tiểu Ly cảm thấy, loại người như vương cũng không có khả năng lễ phép. Vu vương mạnh nhất. Xem ra Ali tiểu thư ngươi đích xác có phó bản thế giới của ta, tinh đồng là đệ đệ của ta. Phong thiệu dịp hứng thú. Trong tay Tô Tiểu Ly thật sự có phó bản thế giới dị nhân. Không đúng. Tô Tiểu Ly chỗ thế giới cũng không phải hắn xuyên qua trước Lam Tinh. Chẳng lẽ là hiệu ứng can thiệp đa nguyên vũ trụ? Ta không phải hồ ly tinh. Ấy, cà cà phong tinh đồng. Còn chưa xuất hiện à? Tô Tiểu Ly gãi gãi đầu, dị nhân thế giới phó bản còn chưa đổi mới hoàn tất, cho nên tiếp theo xuất hiện những nhân vật khác cũng rất bình thường. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem dị nhân thế giới phó bản truyền đến trong nhóm cha. Đương nhiên, cô lựa chọn gửi riêng cho Phong Thiệu Diệp. Chỉ có Phong Thiệu Diệp đồng ý, nàng mới có thể công khai để cho các thành viên khác theo đuổi phong thiệu diệp tiếp nhận phó bản thế giới sau đó đáp ứng công khai sau khi lấy được phó bản thế giới phong thiệu diệp xem lướt qua một chút đúng là kiếp trước hắn đã xem qua anime nhưng trong đó không có sự hiện diện của hắn hắn có lẽ không ở trong hiệu ứng giao thoa đa vũ trụ điều này cũng phù hợp với tâm tư của phong thiệu diệp tương lai được cố định tốt Vậy còn có cái gì đáng giá chờ mong đây? Người mới sách mới, cầu sưu tầm, cầu bình luận, cầu đánh giá phiếu. Dữ liệu ngày đầu tiên thực sự quan trọng, làm ơn. Chương 3. Vu ra tay. Bạn đang nghe tại truyện.audio. chấm Bản sao thế giới có thể được xem nhanh và đắm chìm. Chỉ 5 phút sau, nhóm nhân viên còn chưa hết ý đã bắt đầu nổi bong bóng trong nhóm. Dị nhân thế giới A thật sự là một cái đặc sắc thế giới đâu mục tiêu là 100 triệu bay ly cái kia vương cũng thật đáng giận a à, hắn dĩ nhiên ăn linh na mỹ đối với hành vi của vương tịnh rất là chán ghét nàng nhìn thấy bộ dáng ăn linh hồn của vương tịnh nhất thời nghĩ tới đoàn hải tặc người cá đang đốt vết cướp bóc trong thôn cái kia vương cũng đặt ở thế giới của nàng tuyệt đối là một cái vết một vạn lần cũng không quá đáng hải tặc người mẫu chỉ là công việc liền ta rất chờ mong vu vương câu linh sai tướng sao. Người mẫu chỉ là công tác. Thế giới chúng ta u linh hệ tinh linh, hẳn là cũng coi như là linh đi. Vậy có phải là nói, vu vương ngươi đến thế giới chúng ta, có thể thống soái vô số u linh hệ tinh linh đây? Tiểu Cúc Nhi rất là tò mò, u linh hệ tinh linh có nghe đồn là tử vong tinh linh hoặc là nhân loại linh hồn sở hóa. Nếu như tin đồn này là thật, vậy câu linh khiển chấp nhận hẳn là có thể đối với chúng nó có tác dụng đi vu vương mạnh nhất hẳn là có thể phong thiệu diệp cũng cảm thấy câu linh sai tướng hẳn là có thể ngự sự u linh hệ tinh linh dù sao cũng chiếm một chữ linh ta không phải hồ ly tinh mạnh nhất vu vương thế giới của ngươi dòng thời gian đến nơi nào rồi ta không phải hồ ly tinh thay đổi tuyến thế giới có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy nha cho nên ngươi có thể nghĩ biện pháp tránh cho đệ đệ của ngươi đem linh hồn của vương tử trọng lão gia tử tán đi. Tôi không phải hồ ly tinh. Điểm tích lũy có thể thông qua mỗi ngày ký được còn có thể giảng giải cho người mới, nó có thể dùng để rút thưởng, không chừng có thể rút được thứ tốt nha. Mục tiêu là 100 triệu bai ly. Nơi này hẳn là ai vị nào đó mèo quyết thiếu hiệp. Người mẫu chỉ là công việc. Thiếu hiệp không phải mèo quýt, ta không phải hồ ly tinh thiếu hiệp không phải mèo quyết, ta chẳng qua là dùng 100 điểm tích lũy rút được không có tác dụng phụ thiên địa đồng thọ thôi, không cần thiết vẫn nhìn chầm chầm ta nói đi. Hồng miêu rất là bất đắc dĩ. Mấy rút thưởng khởi bước cần tiêu hao 100 điểm tích lũy. Hồng miêu ký được vài ngày mới gom đủ 100 điểm tích lũy, sau đó vừa rút, liền rút được phiên bản thiên địa đồng thọ không có tác dụng phụ. Phải biết rằng, một chiêu này chính là tuyệt kỹ áp đáy hầm tương lai của hắn A một khi tế xuất, không phải địch nhân chết, chính là hắn chết. Ta cũng không biết thời gian tuyến tới nơi nào, 10 năm gần đây ta đều ở bên ngoài đi dạo thu phục tinh linh. Vu vương mạnh nhất. Để tôi gọi điện thoại hỏi thăm em trai tôi. Phong thiệu dịp thấy thay đổi tuyến thế giới có điểm tích lũy có thể lấy, tầm tư của hắn nhất thời linh hoạt. Nội dung vở kịch thế giới dị nhân có thể thay đổi địa phương không cần quá nhiều nha. Hắn vừa mới ký được một chút, chỉ đạt được 10 điểm tích lũy. Vốn tưởng rằng rất ít, kết quả hắn nhìn một chút, mỗi lần ký được điểm tích lũy có thể đạt được từ 1 đến 10 giờ không xác định. Nói cách khác, hắn đã ký được quy cách cao nhất rồi. Túc phong thiệu dịp gọi điện thoại cho phong tinh đồng, hắn muốn biết tuyến thời gian đã đến nơi nào. Alo. Nhị ca. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đầu kia truyền đến thanh âm tràn ngập sức sống của phong tinh đồng. Phong tinh đồng rất là ngạc nhiên, chính mình rời nhà trốn đi 10 năm nhị ca làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại trở về. Nghe được phong tinh đồng nói, phong chính hào ở một bên, phong toa yến nhất thời đem ánh mắt phóng tới. Tinh đồng, gần đây có khỏe không, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Phong thiệu dịp hỏi rất đơn giản. Phong tinh đồng lập tức hồi đáp, trong nhà không có việc gì, chỉ là cha còn có lão tỷ bọn họ rất nhớ ngươi a. À. Nhị ca, ngày mồng một tháng năm anh có về không? Năm ngoái, Phong Thiệu Diệp chỉ có vào ngày lễ ngày Tết, hắn lại không bị đâm vào trong núi sâu mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Cho nên Phong Tinh Đồng muốn hỏi trước một câu. Ân, trở về, tu hành của ta tạm thời chấm dứt. Phong Thiệu Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới thế giới phó bản bên trong, trương sở làm chính là tháng năm thời điểm mới tiếp xúc đến dị nhân giới. Nói cách khác, hiện tại thời gian biểu chỉ vừa mới bắt đầu. Nghe được Phong Thiệu Diệp trả lời, Phong Tinh Đồng lập tức hoang hô. Hắn vội vàng đem tin tức này nói cho Phong Chính Hào và Phong Toa Yến. Phong Chính Hào trực tiếp nhận điện thoại, Diệp tử, bây giờ cậu đang ở đâu? Người cha này và con trai của mình cũng đã hơn nửa năm không gặp mặt. Ngoại trừ đúng hạn gửi tiền vào thẻ của Phong Thiệu Diệp, giữa cha con bọn họ gần như không có liên hệ. Tôi đang ở thành phố ít phải không? Bản thân Phong Thiệu Diệp cũng không chắc chắn bởi vì thần bàn không gian là không ngừng biến hóa. Địa điểm hắn tiến vào thần bàn không gian là ở trường Bạch Sơn. Nhưng sau khi đi ra, nhìn thấy ngựa xe như nước. Ta sẽ cho người đi đón ngươi, ngươi cứ ở đó đi. Phong Chính Hào lập tức sai người đi chuẩn bị tiếp ứng Phong Thiệu Diệp. Tuy rằng Phong Thiệu Diệp rời nhà trốn đi kém không nhiều lắm 10 năm, nhưng tình cảm cha con bọn họ vẫn tương đối sâu đậm. Phong Thiệu Diệp không cự tuyệt đề nghị của Phong Chính Hào, sau khi cúp điện thoại lại nhìn thoáng qua nhóm cha. Đề tài tự hồ đã thay đổi vài lần. Mục tiêu là 100 triệu bay ly. Ai, không biết lúc nào mới có thể đạt được đầy đủ lực lượng tiêu diệt A Long A. Nếu như phải đợi tên lộ phi kia, ít nhất còn phải 2 năm A. Theo lời của Nami, bây giờ là 2 năm trước khi Luffy ra khơi. Nói cách khác, Nami Mỹ hiện tại 16 tuổi. Tôi không phải hồ ly tinh na mỹ em có thể đến trấn rốc tìm sma mà hắn coi như là một hải quân chính nghĩa nhất định sẽ không bỏ qua đại tá chuột và a long thiếu hiệp không phải mèo da cam đúng đúng vậy smau hẳn là người chính nghĩa hiếm có trong hải quân mục tiêu là một trăm triệu bay ly tôi cũng muốn nhưng mà hiện tại rốc trấn đóng giữ thượng tá không phải smau a na mỹ rất là bất đắc dĩ sau khi nàng lấy được phó bản thế giới, phản ứng đầu tiên không phải chờ lộ phi mà là muốn đi tìm small. tuy nhiên, khi đến thị trấn rốc, cô phát hiện ra rằng vị đại tá hiện tại của căn cứ hải quân không phải là small. nghĩ đến cũng là bình thường. khi lộ phi bọn họ đến thị trấn rốc, trong lòng dân chúng mau vẫn là một hình tượng có thể bởi vì quần bị kem làm bẩn mà giận chó đánh mèo đứa nhỏ. điều này nói rõ lòng dân của small lúc ấy ở trấn rốc cũng không tính là quá tốt hoặc là nói hắn đến trốc trấn thời gian còn không phải quá dài. Vu Vương mạnh nhất đối phó A Long, ta có thể giúp ngươi. Bất quá, Thứ Nguyên nói chuyện phím bày có thể xuyên qua thế giới sao? Chương 4 Đằng xà chi lực Lát cá sống không còn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mục tiêu là 100 triệu bai ly Này Vu vương ngươi muốn giúp ta sao? mục tiêu là 100 triệu bay ly. Nhưng mà, A Long thật sự rất mạnh a. À. Trong mắt Nam Mỹ hiện ra một tia kinh hỉ, nhưng theo sát phía sau là một tia do dự. Bởi vì đã xem qua phó bản thế giới, cho nên Nam Mỹ cũng không cảm thấy A Long là không thể địch nổi. Tùy tiện một cái tự nhiên hệ quả ác ma năng lực giả, hoặc là có thể tại Vĩ Đại Hàng Lộ lui tới hải tặc, đều có thể thu thập A Long. Nhưng điều này không có nghĩa là thực lực của A Long yếu đi. Lúc trước, trong quần mạnh nhất chiến lực hẳn là rút được thiên địa đồng thọ hồng miêu. Nhưng cho dù là hồng miêu, cũng không thể cam đoan tuyệt đối chiến thắng a long. Tiểu Cúc Nhi điện thuộc tính tinh linh ngược lại khắc chế ngư nhân. Nhưng chỉ sợ nàng không thể tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc ác long. Một khi có người cá may mắn chạy thoát, đó đối với thôn xóm xung quanh tuyệt đối sẽ là uy hiếp trí mạng. Vu vương mạnh nhất. Yên tâm đi, ta rất mạnh nha phong thiệu diệp tự nhiên biết thực lực của a long nó đặt ở dị nhân thế giới thể phách hẳn là sẽ không yếu hơn cái kia như hổ loại kia hoành luyện gia bất quá hắn chính là nắm giữ ngũ hành chi tinh vu có thể điều động lực lượng thiên địa một đám người cá mà thôi rất vui được làm thành cá sống mất hứng trực tiếp nướng than người cá phong thiệu diệp muốn nhìn xem thay đổi quần viên thế giới tuyến có thể hay không đạt được khen thưởng. Mục tiêu là 100 triệu bay ly. Xuyên qua thế giới chỉ cần sự đồng ý của tôi là được, nhưng nó thực sự nguy hiểm. Na Mỹ còn đang thuyết phục phong thiệu diệp từ bỏ ý tưởng đối kháng A Long. Lực lượng của thế giới dị nhân đích xác rất thần kỳ. Bất quá bởi vì dị nhân đánh nhau thường thường sẽ khống chế lực đạo, cho nên Na Mỹ cũng không nhìn ra lực lượng áp đảo A Long. Nếu như là nắm giữ dương ngũ lôi pháp lão thiên sư đến, Na mỹ tuyệt đối sẽ giơ hai tay hoan nghênh vu vương trong tay ngươi có linh hồn rất mạnh sao tô tiểu ly biết phong thiệu diệp dám đi thế giới của na mỹ nhất định là có nắm chắc sức mạnh của pháp sư gắn liền với linh hồn nếu như nói trong tay phong thiệu diệp nắm giữ mấy linh hồn vô cùng cường đại vậy có lẽ thật sự có thể chiến thắng a long ngồi trên ghế tô tiểu ly thở dài một tiếng nàng chỉ là một cái không có lực lượng trạch nữ ngoại trừ phát thế giới phó bản bên ngoài căn bản không giúp được quần hữu a vu vương mạnh nhất ngay trước khi vào đàn ta vừa thu phục một vị thần trước khi thu phục trắng hổ mang phong thiệu diệp không dám cam đoan mình có thể tiêu diệt toàn bộ a long hải tạc đoàn nhưng sau khi thu phục trắng hổ mang phong thiệu diệp cảm giác mình có thể bành trướng một chút người mẫu chỉ là công việc thần thánh thiếu hiệp không phải mèo quyết thần Ta không phải hồ ly tinh. Đại lão mang theo ta. Mục tiêu là 100 triệu bai ly. Đại lão. Cầu cứu vớt khả khả Tây Á thôn. vu vương đại lão, thay đổi thế giới tuyến thu được điểm tích lũy, ta nhất định sẽ toàn bộ tặng cho ngươi. Sau khi nhìn thấy tin nhắn Phong Thiệu Diệp gửi, mấy thành viên trong nhóm lập tức xếp hàng tháng phục. Nam Mỹ càng không chút do dự đồng ý đơn xin xuyên không của Phong Thiệu Diệp lo lắng lúc trước toàn bộ tiêu tán nói đùa a à lòng có thể mạnh hơn thần sao đồng thời na mỹ cũng biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí cô không thể để phong thiệu dịp đi một chuyến tay không nhưng thù lao nàng có thể lấy ra được ngoại trừ ba ly không thông dụng ở thế giới khác cũng chỉ có thể thay đổi nội dung vở kịch sau này có thể đạt được điểm tích lũy điểm tích lũy mặc dù rất quý giá nhưng so với tự do của khả khả tây á thôn Nam Mỹ tình nguyện không cần điểm tích lũy. Phong Thiệu Diệp không trả lời Nam Mỹ. Tuy rằng hắn đích xác muốn điểm tích lũy, thế nhưng lúc này trả lời Nam Mỹ chẳng phải là đại biểu cho hắn chính là vì điểm tích lũy mới đi. Mặc dù sự thật quả thật như thế, Phong Thiệu Diệp cũng cảm thấy nên rụt rè một chút. Ông. Một đạo lưu quan màu vàng bao phủ trên người Phong Thiệu Diệp, sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trên một bãi biển màu vàng kim. Vu vương đại lão. Thanh âm nghịch ngợm hoạt bát vang lên bên cạnh Phong Thiệu Diệp. Phong Thiệu Diệp quay đầu, nhìn thấy chính là Na Mỹ còn có chút ngây ngô. Trong ánh mắt Na Mỹ tràn đầy chờ mong. Là tôi. Phong Thiệu Diệp gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này hẳn là hòn đảo của thôn Khả Khả Tây Á. Vu Vương Đại Lão, đám A Long đang ở A Long Nhạc Viên bên kia. Nami chỉ vào một tòa kiến trúc khổng lồ như ẩn như hiện xa xa. Đó là Ác Long Hải tặc đoàn cướp đoạt xung quanh thôn trang mở dân cao, lại uy bức các thôn dân thành lập lên. Một chi phong ngâm. Đi. Phong Thiệu Diệp cũng không trực tiếp hành động, hắn giơ tay lên, một đạo màu xanh lá cây hư hóa thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phong Thiệu Diệp lẩm bẩm. Thân ảnh hư ảo màu xanh biết trong nháy mắt biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã là hơn ngàn mét đại lão na mỹ rất nghi hoặc cô không biết phong thiệu diệp đang làm gì trước tiên tra xét tình hình băng hải tặc ác long một chút xem chúng có tụ tập cùng một chỗ hay không trong mắt phong thiệu diệp hiện ra một tia hắc ám trong bóng tối còn trộn lẫn một vệt huỳnh quang màu xanh lá cây xuyên thấu qua ánh huỳnh quang này phong thiệu diệp có thể cùng hưởng tầm nhìn của một chi tinh linh rất nhanh Mộc Chi Tinh Linh đã đi tới bên ngoài A Long nhạc viên. Nó hóa thân thành gió mát thổi vào công viên A Long, không bao lâu đã tìm hiểu rõ tình huống cụ thể trong công viên A Long. Bao gồm A Long ở bên trong, tổng cộng 32 con ngư nhân, còn có một con hải thú đúng không? Phong Thiệu Diệp nhìn về phía Nam Mỹ. Nam Mỹ liên tục gật đầu. Hôm nay là ngày tổ chức yến hội của băng hải tặc Ác Long, tất cả ngư dân sẽ tụ tập ở công viên A Long vậy thì đơn giản rồi phong thiệu diệp cười khẽ một tiếng hai tay hắn hợp lại một cổ khí thế âm u nhất thời bao phủ toàn thân hắn na mỹ bị một cổ khí thế này dọa đến run lẩy bẩy cô giống như nhìn thấy một con rắn khổng lồ bay lên cuốn quanh người phong thiệu diệp rắn đi phong thiệu diệp không lựa chọn trực tiếp xông vào công viên a long đối chọi cứng với a long hắn là pháp sư là một triệu hoán sư đánh nhau đó là chuyện của linh rắn hổ mang bay lên mang theo hắc ám vô tận vọt tới bầu trời a long nhạc viên đám người a long đang mở yến hội phát hiện dị thường khi bọn họ nhìn thấy trên bầu trời kia che khuất bầu trời khủng bố cự mãn thời điểm bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi để cho bọn họ không thể động đậy đáng giận người rốt cuộc là a long còn muốn phản kháng nhưng là dây leo vô tận đem thân thể của bọn họ trói buộc lại trên bầu trời, trong mắt trắng hổ mang hiện ra một tia khinh thường. Nó vốn tưởng rằng phải đối phó với đối thủ ghê gớm gì đó. Kết quả chỉ là một đám người không phải người, cá không phải cá trác rưởi. C. Rắn độc há miệng, một ngọn lửa tràn nập điềm xấu nhất thời quét sạch toàn bộ A Long nhạc viên. Thân thể người cá bị ngọn lửa rắn hổ mang bao bọc dần dần cháy đen. Nhưng mà, bọn họ không có chú ý tới thân thể mình đau đớn bọn họ toàn bộ đều rơi vào vô tận tuyệt vọng thế giới. Đây là năng lực thiên phú của rắn hổ mang. Tám vị thần lừa đảo, rắn độc. Bẩm phía nam chi hỏa, là hư trá chi thần, tính nhu mà khẩu độc, ti hoãn sợ quái dị sự tình. Nói một cách đơn giản, một cuộc tấn công của rắn hổ mang không phải là một cuộc tấn công vật lý đơn giản. Tốt hơn là tấn công tinh thần. Chương 5 Tích phân tới tay, ngự linh beo, mè bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoàng viên Trong nỗi sợ hãi và oán hận vô tận của A Long, hắn hóa thành một cổ than cốc. Cho dù là một sát na cuối cùng trước khi chết, A Long vẫn còn tưởng rằng người đồng thủ với bọn họ là hoàng viên đã từng bắt bọn họ. Đinh, bày thành viên, mục tiêu là 100 triệu ba cải biến thế giới kịch tình tuyến thành công, đạt được điểm tích lũy khen thưởng 1.000 điểm. Đinh, quần thành viên, mạnh nhất vu vương, trợ giúp quần hữu cải biến thế giới kịch tình tuyến thành công đạt được điểm tích lũy khen thưởng 1.000 điểm nội dung vở kịch thế giới thay đổi thành công tin tức tại trong bầy vang lên cái này trực tiếp đem những người khác cho nổ đến 1.000 điểm đây chính là một con số phi thường không tội a à. hơn nữa phong thiệu dịp vì mọi người xác định một chuyện đó chính là trợ giúp người khác thay đổi nội dung vở kịch là có thể đạt được điểm tích lũy Phong Thiệu Diệp chỉ giúp Nam Mỹ giải quyết một người cá liền đạt được một ngàn điểm tích lũy. Dựa theo điểm tích lũy hắn vừa ký được mà tính, chỉ sợ phải một trăm ngày mới có thể đạt được một ngàn điểm tích lũy. Đại lão, rất cảm tạ ngài. Nam Mi cũng nhìn thấy thông báo nhóm. Mặc dù không nhìn thấy thi thể A Long, nàng cũng biết mây đen bao phủ trên đầu nàng nhiều năm như vậy vào giờ phút này đã tiêu tán. Nội tâm kích động làm cho Nam Mỹ có chút đứng không vững cô tiến lên một bước muốn dập đầu cảm ơn phong thiệu diệp nhưng chân mềm nhũng lại nhào thẳng vào lòng phong thiệu diệp phong thiệu diệp còn bị vây trong trạng thái ngự linh phụ thể vội vàng ông lấy nam mỹ tuy nói nam mỹ mới 16 tuổi nhưng mà người trên thế giới này dinh dưỡng thật sự có chút dư thừa cho dù là lão tỷ phong toa yến của hắn dáng người chỉ sợ cũng không tốt đẹp bằng na 16 tuổi cảm tạ ta cũng không cần phải yêu thương nhung nhớ chứ tuy rằng ta rất ăn bộ này Phong Thiệu Diệp cười đỡ Nam Mỹ dậy. Nam Mỹ đỏ mặt, sau đó nàng lại cười hì hì ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thiệu Diệp. "Đại lão nếu như coi trọng ta lời nói chỉ cần nói, ta tuyệt đối đem chính mình tẩy trắng đưa đến đại lão trong phòng." Phong Thiệu Diệp trợn trắng mắt. Hắn cũng không hoài nghi những lời này của Nam Mỹ thật giả. Trước khi ra biển, trong lòng Nam Mỹ quan trọng nhất chính là thôn khả khả Tây Á còn có vườn quýt của Belki phong thiệu diệp giúp nàng giải cứu khả khả tây á thôn na mỹ bởi vì cảm kích mà hiến thân là rất có thể bất quá là một thân sĩ phong thiệu diệp cũng không muốn lợi dụng thời cơ của người khác đưa ta đi xem vườn quýt ở benmi đi phong thiệu diệp khoát tay áo na mỹ cũng bình phục một chút tâm tình kích động mặc dù cô rất muốn nhanh chóng đến công viên a long xem một chút nhưng nếu phong thiệu diệp muốn đi quốc tử viên Vậy cô nhất định phải dẫn Phong Thiệu Diệp đi quốc tử viên trước. Vị trí của vườn quýt nằm ở góc núi của làng. Khi Phong Thiệu Diệp và Nam Mỹ tới đây, vẫn chưa gặp được bất kỳ thôn dân nào. Người trong thôn đều đang cố gắng kiếm tiền, dễ đóng phí bảo hộ. Nam Mỹ nhìn ra Phong Thiệu Diệp nghi hoặc, nàng đơn giản giải thích một chút. Ở thôn Cocasia, muốn một tháng kiếm được 100.000 ba ly cũng không phải là một chuyện đơn giản. Để sống sót thời gian nghỉ ngơi của đại bộ phận dân làng thậm chí không đến 5 giờ. Cứ như vậy, vẫn có thôn dân không đóng nổi phí bảo hộ, bị người cá dưới tay A Long sát hại. Rất nhanh, Phong Thiệu Diệp cùng Na Mỹ đi tới vườn quyết. Na Mỹ hái một quả quyết đưa cho Phong Thiệu Diệp. Phong Thiệu Diệp nhẹ nhàng cắn một cái, hắn có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Rất ngọt. Không phải nói quyết của Beo rất chua, nên không bán được giá tốt sao? lúc trước ta ở trong nhóm hỏi tiểu cúc nhi tiểu thư hạt giống đã cải tiến, cho nên quả quyết trồng ra liền trở nên ngọt. Nami cười và giải thích. Sau khi gia nhập nhóm cha thứ nguyên, mặc dù các thành viên trong nhóm không thể giúp Na Mỹ giải quyết vấn đề của A Long, nhưng một ít viện trợ vật tư đơn giản, bọn họ vẫn có thể làm được. Nếu không phải thế giới xuyên qua không thể dẫn người, Tiểu Cúc Nhi đã sớm mang theo các lốt khu vực quán quân Calunia tiểu thư đi Na Mỹ thế giới cô và cô Calunia coi như là bạn tốt. Dù sao một người là người mẫu nổi tiếng, một người là ảnh hậu nổi tiếng. Với thực lực của tạp lộ ni, toàn diệt đoàn hải tặc ác long rất dễ dàng. Sau khi tham quan vườn quyết, Na Mỹ lại mang theo phong thiệu diệp đi tới trước mộ của bối nhĩ mây. Nàng muốn đem tin tức A Long đã chết báo cho bỉ nhĩ mây. Chỉ tiếc hôm nay nặc kỳ cao đi bán quyết, không ở nhà nếu không người đầu tiên biết tin tức tốt này khẳng định chính là nặc kỳ cao. Trước mộ của Belki, Nami quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng lại mang theo tiếng khóc nức nở cùng Belki kể ra những năm cực khổ đã kết thúc. Phong thiệu dịp đứng một bên im lặng không lên tiếng. Hắn cau mày, sau đó đem Na Mỹ kéo lên. Na Mỹ trên mặt còn lưu lại nước mắt có chút khó hiểu. Một tin tốt, một tin xấu, ngươi nghe cái nào trước? Phong Thiệu Diệp giơ hai ngón tay lên. Trong lòng Nami đột nhiên căng thẳng, tin xấu. Ta xuyên qua thời gian đến, mỗi lần xuyên qua thời hạn chỉ có một giờ, sau đó sẽ bị đưa về nguyên bản thế giới. Sau đó, muốn xuyên qua cùng một thế giới, nhất định phải qua một tuần. Phong Thiệu Diệp hạ một ngón tay. Tin tức này là nhóm cha thứ nguyên vừa mới thông báo cho hắn. Hắn ở thế giới này còn có thể dừng lại ba phút. Vậy tin tức tốt thì sao? Nami thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải là tin xấu không thể chấp nhận được. Bất quá Phong Thiệu Diệp vừa giúp nàng giải quyết A Long, liền muốn rời đi sao? Tin tốt là anh có thể tự mình nói với Ben Mi về những vất vả và nhớ nhung trong những năm qua. Khóe miệng Phong Thiệu Diệp nhếch lên, anh giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới. Tiên Thiên Ngũ Hành trận. Tụ linh. Tiên Thiên Ngũ Hành chi tinh từ trong cơ thể Phong Thiệu Diệp trào ra, sau đó chúng nó thập phần thuần thục kết ra một đại trận. Hào quang huyển sắc làm cho Na Mỹ hai mắt đều có chút không mở ra được. Nhưng cô vẫn gắt gao mở to hai mắt, bởi vì vừa rồi Phong Thiệu Diệp nói cho cô một tia hy vọng. Phong Thiệu Diệp là một phù thủy. Năng lực của Pháp Sư chính là ngự linh. Đây là mộ của Men. Chẳng lẽ nói. Tiên thiên ngũ hành trận rơi vào trên mộ phần của Belki. Từng đạo hát sắc bị đại trận dẫn dắt, cuối cùng ngưng tụ thành một viên cầu to bằng nắm tay. Ngưng. Phong thiệu diệp giơ tay lên, một đạo hát quan trực tiếp đánh vào trong viên cầu. Sau một khắc, viên cầu nổ tung, hóa thành một đạo linh thể có chút gầy yếu. Beo mây. Tuy rằng khuôn mặt linh thể không thấy rõ. Nhưng là Nam Mỹ vẫn là trước tiên nhận ra linh thể thân phận. Không ai khác ngoài mẹ nuôi của cô ấy, Bèm Mơ. Tiếng gọi của Nami khiến linh thể khẽ rung lên. Nó há miệng, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại phản phất bị hạn chế bởi điều kiện nào đó, một chút thanh âm cũng không thể truyền đạt ra. Hả? Phong thiệu dịp nhíu mày, hắn nhìn linh thể beo kỳ như có điều suy nghĩ. Tán. Một lát sau, phong thiệu dịp tản đi linh thể của beo Trong vẻ mặt mất mát khó hiểu của Nam Mỹ, hắn rời khỏi thế giới này. Người mới sách mới, cầu sưu tầm, cầu bình luận, cầu đánh giá phiếu dữ liệu ngày đầu tiên thực sự quan trọng, làm ơn. Chương 6 Vi phạm luân hồi sức mạnh Nami, đi la Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mục tiêu là 100 triệu bay ly Đại lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? À? Tại phong thiệu dịp về tới thế giới dị nhân sau đó, trực tiếp đã bị Nam Mỹ điên cùng ai? Linh thể của Belki không phải đã ngưng tụ ra sao vì sao Phong Thiệu Diệp còn muốn đánh tan nó. Những người khác trong nhóm lập tức ngừng đề tài lúc trước. Vu Vương mạnh nhất. Tụ Linh xuất hiện một chút vấn đề. Vu Vương mạnh nhất. Tuy linh hồn Benmi đã thu liễm tụ tập thành công, nhưng nàng cùng linh hồn trên người ta nổi lên xung đột. Nếu linh hồn Benmel được giữ lại, nó sẽ bị ăn thịt bởi ngũ hành chi tinh và trắng lục của ta. Đây là chuyện ta chưa bao giờ gặp phải, ta phải nghiên cứu trước một chút. Bất quá Nam Mỹ ngươi yên tâm, có ta lúc trước bố trí tiên thiên ngũ hành trận ở đây, bèo mây linh hồn sẽ không tiêu tán. Mục tiêu là 100 triệu bay ly. Ừ ừ, ta tin tưởng đại lão. Na Mỹ lập tức trả lời. Nàng có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới lực lượng của phong thiệu dịp ở thế giới của bọn họ lại tạo thành thương tổn đối với Linh. May mà phong thiệu dịp kịp thời dừng tay. Người mẫu chỉ là công tác. Nói thật, Ta nghe không hiểu lắm, Vu Vương người đi Nam Mỹ thế giới đến cùng làm cái gì? Lúc trước Nam Mỹ chỉ là ở trong nhóm đơn giản dùng ngôn ngữ thuật lại một chút chuyện đã xảy ra. Tiểu Cúc Nhi bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao lại liên lụy đến Beo Mây? Phong Thiệu Diệp đơn giản ở trong nhóm nói một chút, hắn còn đang nghiên cứu rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Thiếu Hiệp không phải mèo cam. Vu Vương, tôi có một suy đoán không biết có đúng không? Vu Vương mạnh nhất, Hồng Miêu thiếu hiệp mời nói. Có thể hay không là công pháp của ngươi kích phát Nam Mỹ thế giới bảo hộ cơ chế. Câu Linh sai tướng loại công pháp này ở thế giới của các ngươi có lẽ là phù hợp với thiên lý, nhưng là ở thế giới khác tuyệt đối là quấy rối luân hồi chi kỷ, cưỡng ép ngự sử linh hồn, thậm chí đem linh hồn cho ăn hết. Loại công pháp này ở thế giới khác chỉ sợ là không được chính đạo dung nạp a. À con người sau khi chết sẽ tiến vào luân hồi đây là lý niệm nội tâm của rất nhiều người câu linh sai tướng đối với linh khống chế thật sự là quá mạnh mẽ có lẽ phần cường đại này khiến cho luân hồi bất mãn cho nên mới có thể làm cho linh hồn của thế giới nam mỹ sau khi bị phong thiệu diệp bắt giữ bày ra tình huống kháng cự vu vương mạnh nhất thật đúng là có khả năng phong thiệu diệp kinh ngạc không nghĩ tới thiếu hiệp nói mấy câu liền cho hắn một ý nghĩ hoàn toàn mới dựa theo phân tích của thiếu hiệp mà nghĩ thật đúng là có khả năng dù sao thế giới của hải tặc vương có lẽ thật sự tồn tại thiên đạo bất kể là lấy ý niệm của con người làm chủ đạo khí phách hoặc là bởi vì khát vọng của con người mà xuất hiện trái ác ma đều không quá giống là tự nhiên phát triển ra sản phẩm vu vương mạnh nhất na mỹ lát nữa ta truyền thụ cho ngươi một phần công pháp ngươi thử tu luyện một chút vu vương mạnh nhất nếu thành công, ngươi có thể tự mình thử tụ linh, câu linh. Mục tiêu là 100 triệu bai ly. Này, đại lão, ngươi muốn truyền cho ta câu linh khiển tướng sao? Mục tiêu là 100 triệu bai ly. Cái này cũng quá quý giá đi. Na Mỹ kinh ngạc. Đây chính là bác kỳ kỹ có thể khiến cho dị nhân một phương thế giới rối loạn a. À? Phong thiệu dịp cứ như vậy lấy ra. Hắn đối với mình cũng quá tốt đi. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự coi trọng mình na mỹ mất tự nhiên vuốt ve quốc bảo của mình một chút sau đó mặt liền đỏ lên nàng còn chưa trở thành nàng của bốn năm sau a à? vu vương mạnh nhất ta chỉ có thể nói na mỹ ngươi nghĩ đích xác rất đẹp phong thiệu dịp hết chỗ nói rồi mặc dù hắn thèm thân thể na mỹ cũng không có khả năng trực tiếp đuổi câu linh ra ngoài vu vương mạnh nhất ta truyền thụ cho ngươi công pháp do thái gia gia truyền lại thuộc về truyền thừa của lương sơn đại vu vu vương mạnh nhất cùng lắm là ta căn cứ vào câu linh sai tướng tiến hành sửa chữa nó một chút mà thôi hàng hải thế giới na mỹ mặt đỏ bừng nàng không nghĩ tới mình lại hiểu lầm xong rồi xong rồi đại lão sẽ không cho rằng ta là một cái lòng tham không đáy người đi na mỹ có chút kích động sau đó cô đột nhiên nhớ tới mình còn chưa đem điểm tích lũy phát cho phong thiệu diệp ngay khi cô chuẩn bị đem điểm tích lũy gửi riêng cho Phong Thiệu Diệp thì lại do dự. Phong Thiệu Diệp vừa mới chuẩn bị truyền thụ công pháp cho nàng, nàng liền đem điểm tích lũy đưa qua. Điều này có thể khiến Phong Thiệu Diệp cảm thấy cô muốn dùng điểm tích lũy để bù nợ nhân tình hay không. Na Mỹ đầu óc một mảnh hỗn độn, đều sắp đốt. Mạnh nhất Vu Vương. Thu nhập một chút công pháp mục tiêu là 100 triệu ba ly, không cần phát tích phân cho ta, dùng điểm số thử phụ trợ tu hành công pháp vu vương mạnh nhất. Chờ ngươi tu hành thành công, ta có một việc cần ngươi đi làm. Trong nhóm chỉ còn lại Phong Thiệu Diệp và Nam Mỹ đang nói chuyện phím, những người khác đều đang rình rập. Dù sao hiện tại Phong Thiệu Diệp cùng Nam Mỹ tương tác so với bọn họ nhàm chán nói chuyện phím còn thú vị hơn nhiều a. À. Ta không phải hồ ly tinh, vu vương ra tay thật hào phóng. Công pháp vậy mà tặng miễn phí, Nam Mỹ ngươi nếu là đồng tâm lời nói liền theo đi mục tiêu là 100 triệu bai ly. Hừ, hồ ly, ngươi chua rồi. Mục tiêu là 100 triệu bai ly. Vu vương mạnh nhất, đại lão, ta đã tiếp thu thành công, nhóm chắc biểu hiện có thể dùng 500 điểm tích lũy phụ trợ tu hành đến giai đoạn nhập môn. Vu vương mạnh nhất. Có thể. Phong thiệu dịp nhìn tin tức trong nhóm lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vừa rồi cũng thử một chút, điểm tích lũy là có thể trợ giúp tu hành công pháp, chẳng qua hiệu quả có chút kém. 10 điểm tích lũy đi xuống, liền cho hắn tăng một chút độ thuần thuộc công pháp. 500 điểm tích lũy nhập môn, một 000 điểm tích lũy ít nhất có thể chống đỡ đến Nami đem Ben Mi Linh Hồn một lần nữa tụ lại. Nếu năng lực của Na Mỹ không bị bài xích, vậy Phong Thiệu Diệp phải lên kế hoạch thật tốt. Nhóm cha tuy rằng chỉ là một gánh hát trên sân cỏ, nhưng năng lực của nó rất mạnh. Một ngàn điểm tích lũy nền xuống, Nam Mỹ trong nháy mắt biến thành một Vu sư tu luyện thành công. Dưới sự trợ giúp của Phong Thiệu Diệp Lưu lại Tiên Thiên Ngũ hành trận, nàng thuận lợi tụ tập linh hồn Beo Lúc này đây, Beo Mây lại có thể rõ ràng hô lên tên Nam Mỹ. Tuy rằng linh hồn không có thực thể, khuôn mặt cũng không rõ, nhưng Nam Mỹ vẫn cảm nhận được ấm áp. Nàng mừng quá mà khóc, sau đó vội vàng đem tin tức này truyền vào trong nhóm cha. Các bạn bè chân thành cảm thấy vui mừng cho Nam Mỹ. Vu Vư Vương mạnh nhất, thí nghiệm thành công, hoặc là nói thí nghiệm của ta thất bại. Phong Thiệu Diệp thở dài một tiếng. Suy đoán của Hồng Miêu là thật. Chỉ có Câu Linh sai tướng, hoặc là nói chỉ có lực lượng của hắn sẽ bị bài xích. Na trở thành phù thủy. Cô tập hợp linh hồn của Ben Mi mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Vu Vư Vương mạnh nhất. Na Mỹ, kế tiếp cần mời ngươi làm một việc cho ta. Đại lão xin nói mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ đi làm. Na Mỹ biểu hiện rất là kiên quyết. Dù là Phong Thiệu Diệp muốn nàng đem chính mình còn có nặc kỳ cao toàn bộ tẩy trắng đưa vào trong phòng, nàng cũng nhất định sẽ thuyết phục nặc kỳ cao. Vu Vương mạnh nhất. Một tuần sau, ta còn có thể đến chỗ ngươi một chuyến. Ta cần ngươi ở rốc trấn, vì ta mở ra một cái thông đạo. Chương 7 Thông vệ vua hải tặc chi linh Người mới vào nhóm bạn đang nghe tại truyện.audio Thị trấn rốc Khả khả Tây Á thôn, Nam Mỹ nhìn phong thiệu dịp nói có chút ngây người. Tại sao lại muốn cô ấy đến Rogetton? Bên này Nam Mỹ còn đang ngẩn người, những người khác trong nhóm cũng kịp phản ứng. vu Vương, ngươi là muốn đem hải tạc vương Roger Linh cho Triệu Hoáng đi ra. Tiểu Cúc Nhi xem qua hải tạc vương Thế Giới Phó Bản tự nhiên biết trốc trấn duy nhất có giá trị khả năng chính là đao điểm bên trong hai thanh danh đao, cùng với hải tặc vương Roger sử hình đài. Nếu Phong Thiệu Diệp thật sự đem hải tặc vương Roger linh hồn một lần nữa triệu hoán đi ra, vậy chỉ sợ Nam Mỹ thế giới kia nhất định sẽ loạn. Vu vương mạnh nhất. Không sai, ta thật sự muốn triệu hồi linh hồn của hải tặc vương Roger. Bất quá, lúc trước ta nghĩ chính là đem Roger linh hồn câu ở bên người sử dụng, hiện tại xem ra muốn đổi một loại phương thức câu linh sai tướng tại nam mỹ bên kia thế giới không thể sử dụng vu vương ngươi không phải là dự định ăn linh đi thế giới võ hiệp hồng miêu nhíu mày từ phó bản thế giới của tô tiểu ly mà xem câu linh khiển chính là có được năng lực ăn linh tăng cường thực lực phong thiệu diệp không thể ngự linh vậy chỉ có thể lựa chọn phục linh thôi theo lời hồng miêu nói ra trong nhóm lại yên tĩnh ba giây phục linh đây chính là một đề tài cấm kỵ a à. dù cho phong thiệu diệp có thể muốn ăn chính là thế giới khác một cái đại ác nhân vu vương mạnh nhất thiếu hiệp quả nhiên thông minh hơn người ta thật sự định phục linh nhưng không phải tự ta ăn phong thiệu diệp mỉm cười hắn không hề có ý định che giấu kế hoạch của mình dù sao kế hoạch của hắn cũng không tổn thương đến trời và người thiếu hiệp không phải mèo quyết không phải tự mình ăn sao vu Vư vương ngươi là muốn cho linh của ngươi nuốt sạch linh của roger tô tiểu ly là một người hiện đại đầu óc xoay chuyển rất nhanh cô cảm thấy để cho phong thiệu dịp cùng là người hiện đại đi ăn người chỉ sợ phải vượt qua giới hạn đạo đức trong lòng trước thế nhưng để cho linh đi ăn linh đó chính là lấy thú chiến thú gánh nặng tâm lý liền nhỏ hơn nhiều vu Vư vương mạnh nhất không sai ta định dùng linh hồn của roger nuôi dưỡng những linh hồn khác của ta mặc dù như vậy sẽ lãng phí năng lượng khổng lồ nhưng năng lực của roger ta vẫn có thể mượn linh lực sử dụng đối với phong thiệu diệp mà nói hắn cũng tương đối cự tuyệt phục linh thay vì mạo hiểm đi ăn linh không bằng hảo hảo mưu đồ thu phục thêm vài con thần chi tinh linh một luồng tinh hồn của bác gạt thần xà có thể mang đến cho hắn không thua gì thập lão cấp tăng lên cái này phải ăn bao nhiêu con linh mới có thể tăng lên a à? điểm duy nhất có thể hấp dẫn tiêu duệ chính là kinh nghiệm chiến đấu thân kinh bách chiến của roger cùng với kiếm thuật và khí phách vô cùng mạnh mẽ tuy rằng không biết ở thế giới dị nhân khí phách có thể tu luyện hay không nhưng ít nhất kinh nghiệm chiến đấu và kiếm thuật của roger có thể làm cho thực lực của phong thiệu dịp tăng lên rõ rệt vu tất nhiên là huấn luyện viên chủ yếu là điều khiển linh đi chiến đấu nhưng nếu có thể biến thành siêu cấp chân tân nhân vậy tại sao phải cự tuyệt chứ hơn nữa không phải phong thiệu diệp hạ thấp thế giới nhà mình so với hỗn loạn hải tặc thế giới dị nhân giới thật sự là quá bình tĩnh bình tĩnh đến mức mọi người kỳ thật cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu hữu dụng đừng nói về roger nữa cho dù là tương lai sẽ bị hạ xuống trốc trấn đóng giữ small kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối không kém dị nhân giới mười lão luyện hoành luyện công phu kia như hổ ngoài ra nếu có thể từ trên người roger đào được khí phách phương pháp huấn luyện loại thể thuật sáu thức, đối với phong gia và thiên hạ hội mà nói cũng là một cơ duyên lớn. Mục tiêu là 100 triệu bai ly. Hiểu rồi. Tối nay tôi sẽ xuất phát đến thị trấn Trốc. Sau khi biết được tính toán của phong thiệu diệp, Nam Mỹ không chút do dự chuẩn bị xuất phát. A à Long đã chết, tuy nói còn có một cái 16 chi bộ tai họa ngầm bậy ở nơi đó, nhưng là ít nhất Na Mỹ hiện tại có thể thở dốc một hồi. Vu vương mạnh nhất. Không cần gấp gáp như vậy, ta còn một tuần nữa mới có thể đến chỗ ngươi. Kỹ thuật hàng hải của Inem, nàng nhiều lắm chỉ cần ba ngày là có thể từ Cochisea thôn đến rốc trấn. Hiện tại rốc trấn đóng quân thượng tá không phải Sma, ai cũng nói không tốt rốc trấn trị an vấn đề. Vẫn là chờ phong thiệu dịp có thể xuyên qua về sau, lại để cho Nam Mỹ đổ bộ rốc trấn đi. Ta không phải Hồ Ly Tinh. Thật tốt đâu rồi, Nam Mỹ bên kia nguy cơ đã cơ bản giải trừ. Quả nhiên trong nhóm không có đại lão vẫn là không được a. À. Ta không phải hồ ly tinh. Đại lão. Đói bụng. Cơm nước. Tô Tiểu Ly rất thuần thục ôm đùi lên. Đối với nàng mà nói, loại chuyện này tuy nói trước kia chưa từng làm qua, nhưng lại có một loại quen thuộc phát ra từ trong xương tủy. Đại lão phải có sự rụt rè của đại lão. Phong Thiệu Diệp trêu gẹo một câu, di động của anh truyền đến một tin nhắn người phong chính hào phái tới tiếp ứng hắn đã đến một bên ở trong đầu thủy đàn phong thiệu diệp một bên tìm được người tới đón hắn nhị thiếu gia tin tức vé máy bay của ngài đã được gửi đến điện thoại di động chờ lát nữa chúng ta đến sân bay là có thể trực tiếp kiểm vé lên máy bay tài xế lái xe rất vững vàng anh vừa mắt nhìn sáu đường lái xe vừa báo cáo tin tức xuất hành với phong thiệu diệp ừ làm phiền anh rồi phong thiệu diệp thuận miệng lên tiếng hắn bắt đầu phục hồi tin tức hữu hiệu trong phó bản thế giới. Hiện tại, toàn tính hẳn là đã theo dõi trương sở lam. Qua một thời gian nữa, Lữ Lương toàn tính sẽ lừa gạt liễu nghiêng nghiêng, sau đó để cho nàng đi đào một phần trương tích lâm đi. Nếu đoạt thi thể trương tích lâm, hẳn là có thể đạt được không ít điểm tích lũy. Phong thiệu diệp vuốt cầm. Thi thể của trương tích lâm trực tiếp liên quan đến một tình tiết quan trọng. Không có thi thể trương tích lâm, toàn bộ sẽ không thể biết được bí mật kỳ lạ trên người phùng bảo bảo lữ lương cũng không có biện pháp mê hoặc trương sở lam để cho hắn cùng phùng bảo bảo thậm chí là công ty đoạn tuyệt ngoại trừ có thể thay đổi nội dung vở kịch trương tích lâm thi thể còn có thể trả lại long hổ sơn tuy nói đối với phong thiệu dịp hiện tại mà nói điểm tích lũy thập phần trọng yếu nhưng mối quan hệ nhân tình trong thế giới thực cũng rất quan trọng lão thiên sư không biết trong mong bao nhiêu năm cũng không thể nhìn thấy sư đệ của mình trở về Long Hổ Sơn. Nếu như thiên hạ có thể đoạt thi thể trương tích lâm từ trong tay toàn tính trở về, cũng đưa về Long Hổ Sơn an táng, lão thiên sư kia tuyệt đối sẽ thừa nhận phần tình này. Đáng tiếc, cái thế giới này du hồn tiêu tán tốc độ quá nhanh, nếu không nếu là có thể câu nệ trương hoài nghĩa linh, chẳng phải là có thể trực tiếp vào tay hào thể nguyên lưu. Phong thiệu Diệp một tay chống má nhìn vành đai xanh hóa ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, hắn đã tính toán làm thế nào để bắt tay vào làm tám kỳ kỹ khác. Chỉ là câu linh sai chấp nhận đủ để cho hắn hoành hành một đời, nếu là thật tụ đủ tám kỳ kỹ, sợ không phải có thể một khi đắc đạo, đứng hàng tiên bang. Đinh, mà Pháp Tiểu Thiên Tài đã gia nhập Thứ Nguyên nói chuyện phím bày, mau tới cùng nàng chào hỏi đi. Chương 8 Ma Pháp Tiểu Thiên Tài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đinh, mà Pháp Tiểu Thiên Tài đã gia nhập Thứ Nguyên nói chuyện phím bày, mau tới cùng nàng chào hỏi đi. Hả? Có người mới vào nhóm à? Phong Thiệu Diệp hơi sửng sốt. Hắn vừa mới vào nhóm, không nghĩ tới ngay sau đó đã có một vị thành viên mới vào nhóm. Hôm nay là ngày gì mà lại vào hai người mới? Thiếu Hiệp không phải mèo da cam. Xem phong cách tên người mới, hẳn không phải loại người thế giới thường ngày như Ali mục tiêu là 100 triệu bay ly tiểu thiên tại ma Pháp người mới có thể xem giới thiệu nhóm một chút sau đó có cái gì không hiểu có thể đi hỏi thần cung hồ ly thiệt thòi ta còn như vậy tri kỷ vì ngươi ra các loại chủ ý cho ngươi tìm các loại tài nguyên tôi không phải hồ ly tinh cậu có thể đừng đem thần cung hồ ly treo ở bên miệng được không người mẫu chỉ là công việc tiểu Ly biết thân phận người mới sao tôi không phải là một con cáo Tôi đang tìm kiếm. Bên trong xe, Phong Thiệu Diệp đang yên lặng nhìn chăm chú vào tin nhắn nói chuyện phím trong nhóm. Người mới còn chưa nói chuyện, có thể là đang yên lặng tiêu hóa tồn tại thế giới khác sự thật khó tin này. Đương nhiên, còn có thể là người mới còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đây là cái gì? Tại sao lại trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của ta? Chẳng lẽ đây cũng là ma pháp sao? Ma pháp thần kỳ như vậy sao? Đột nhiên người mới lên tiếng. Nàng hai câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người liền biết nàng còn không có hiểu rõ tình huống cụ thể. Tô Tiểu Ly vội vàng đóng gói tin tức liên quan đến nhóm cha thứ nguyên gửi cho người mới. Qua một hồi lâu, người mới dùng ngữ khí không cách nào lý giải tiếp tục phát biểu trong nhóm. Ma pháp tiểu thiên tài. Tồn tại ở thế giới bên ngoài. Vũ trụ bên ngoài vũ trụ. Nói cách khác, lý thuyết thế giới song song là chân thật tồn tại ma pháp tiểu thiên tài, ta còn tưởng rằng, đây là ma pháp tạo vật. Hermione, Hermione, Granger. Nhìn bộ dáng liếu ríu của người mới, trong lòng phong thiệu dịp đột nhiên hiện ra một bóng dáng tóc quăng. Phép thuật, thiên tài. Chẳng lẽ nói người mới là Hermione trong thế giới? Vì cái gì ngươi sẽ biết tên của ta, ta còn không có tiến hành tự giới thiệu A. À? Hermione hết sức kinh ngạc, rõ ràng cô bé chưa từng nhắc đến tên mình. Nhưng trong nhóm lại có người biết cô bé. A à, a, à, là Hermione a, khó trách nhóm biệt danh là tiểu thiên tài ma pháp. Vu Vương đại lão, thế giới của ngươi cũng có Harry Potter hệ liệt văn hóa tác phẩm sao? Tô Tiểu Ly có chút kinh ngạc, cô còn tưởng rằng chỉ có thế giới của cô tồn tại những phó bản thế giới kia. Vu Vương mạnh nhất. Lý luận can thiệp hai khe cũng tồn tại trong thế giới của ta. Đừng quên, thời điểm La Thiên đại nhân từng xuất hiện phù thủy phương tây tương tự Đung Bơ Đô cùng với senev phong thiệu diệp nói chính là bằng hữu phương tây của lão thiên sư từng xuất hiện trong thời kỳ la thiên đại kỳ lúc ấy lão thiên sư còn muốn thỉnh hai vị kia lưu lại giúp một việc nhưng vị đại vu sư kia lại nói bọn họ bên kia cũng tự lo không xuể sau đó hai vị này sẽ không có kịch bản gì liên quan mà pháp tiểu thiên tài ta vừa rồi đi xem một chút cái gọi là thế giới phó bản chính là tương tự với điện ảnh điện ảnh truyền hình kịch còn có thoại bản một loại đồ vật chẳng lẽ nói ta chỉ là nhân vật tồn tại trong sách hermione đơn giản hiểu rõ một chút cái gì là phó bản thế giới sau đó liền bối rối theo lý giải của cô cái gọi là phó bản thế giới chính là tác phẩm văn học do con người sáng tạo ra đây có thể là điện ảnh cũng có thể là tiểu thuyết càng có thể là chuyện là truyền miệng người bên ngoài nếu như nói cô chỉ là một nhân vật trong một tác phẩm văn học, vậy có phải có nghĩa là tương lai của cô đã định chết, hoàn toàn không có tính mong đợi? Hermione tiểu thư hẳn là đang suy nghĩ tương lai của mình có thể thay đổi hay không? Thiếu hiệp không phải mèo quyết. Điểm này không cần lo lắng, sau khi gia nhập nhóm cha thứ nguyên, tương lai của cậu cũng đã không cố định. Hồng Miêu còn có Nam Mỹ đối với điểm này là tràn đầy cảm xúc một người dưới sự trợ giúp của phong thiệu diệp đã sớm nhờ cậy bóng ma thậm chí còn cùng mẫu thân của mình đoàn tụ một cái mượn nói chuyện phiếm nhóm đạt được so tương lai chính mình còn muốn cường đại hơn lực lượng ở trên người bọn họ cái gọi là tương lai cố định là không có khả năng xuất hiện ma pháp tiểu thiên tài là như vậy sao ta không phải hồ ly tinh ali người trước phát một chút hermione thế giới phó bản ta ở trên xe không có tài nguyên tôi không phải hồ ly tinh hiểu động tác của tô tiểu ly rất nhanh sau khi phong thiệu diệp nói toạc ra thân phận hermione cô bắt đầu đăng tải tài nguyên sau khi phong thiệu diệp phát ra tin tức tô tiểu ly cũng đã đem tư liệu điện ảnh và truyền hình liên quan gửi cho hermione về phần văn bản tư liệu thì là gửi đến trong nhóm cha đây cũng là sự bảo vệ quyền riêng tư của bạn bè rốt cuộc sẽ có rất nhiều thứ trong dữ liệu hình ảnh mà không có trong dữ liệu văn bản chỉ có quần chúng đồng ý tô tiểu ly mới có thể thả toàn bộ ra sau khi tô tiểu ly thả ra phó bản thế giới của hermione ngoại trừ phong thiệu diệp tất cả thành viên đều đắm chìm trong phó bản thế giới mới phong thiệu diệp đối với harry potter bộ tác phẩm này coi như là tương đối hiểu rõ hắn cũng không vội đi ôn lại kinh điển hắn càng quan tâm chính là thế giới Harry Potter có thể mang đến lợi ích cho hắn cùng phong gia hay không. Giám mục, đây cũng là một sinh vật giống như linh hồn phải không? Phong thiệu diệp có được câu linh sai tướng, điều đầu tiên nghĩ đến chính là một sinh vật hoàn toàn trái với lẽ thường của con người, giám mục. Tử vong thánh khí cũng hoàn toàn có cất giữ giá trị, cũng không biết thần cơ bách luyện có thể hay không chế tạo ra hoàn toàn mới tử vong thánh khí. Còn có hồn khí chế tác phương pháp, nếu như vận dụng tốt, hoàn toàn có thể trở thành một lá ác chủ bài. Phong Thiệu Diệp thưởng thức điện thoại di động, hắn đã đem ánh mắt đặt ở tử vong thánh khí cùng với vô đêm mô trường sinh linh giá trên. Trong mắt Phong Thiệu Diệp, vô đem mô chế tạo trường sinh linh giá quả thực là quá thô ráp. Phân liệt linh hồn loại thao tác này, chẳng lẽ không phải là đem sợ hãi, nhu nhược, loại cảm xúc tiêu cực này tận khả năng cắt ra, để cho linh hồn của mình càng thêm tinh khiết thấu triệt sao? trực tiếp đem linh hồn cho cắt ra một khối phong thiệu diệp chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với vô demo gọi hắn là người sói hắn so với ngoan nhân còn nhiều hơn một chút chương 9 bảy đại hồn khí ta muốn năm cái bạn đang nghe tại truyện chấm audio nguyên lai thế giới của ta sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy a à. xem xong thế giới của mình phó bản về sau hermione còn có chút tinh thần hoảng hốt rõ ràng giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế nàng chẳng qua là một tiểu phù thủy 11 tuổi vừa mới nhận được thông báo nhập học A. Harry Potter, Voldemort, Hogwarts Ma Pháp Tiểu Thiên Tài Ta Tà tương lai vài năm, qua coi như là không tệ nha mặc dù đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Nhưng đúng như tiêu chuẩn phân viện của mũ phân viện, Hermione là một Gryffindor từ đầu đến cuối ẩn giấu dưới bề ngoài học bá của nàng chính là một trái tim hướng tới thăm dò mạo hiểm. Mục tiêu là 100 triệu bai ly. Thế giới ma pháp, thật tốt nha. Ngữ khí của Na Mỹ có chút chua xót. Không có biện pháp, tuy rằng thế giới ma pháp đồng dạng tồn tại hắc ám, thậm chí còn có một ma vương không mũi đồng một chút là nổi điên. Nhưng mà Hermione bọn họ bên này cũng có một vị bạch ma vương A. Thiếu hiệp không phải mèo quyết ma pháp đúng là rất kỳ diệu. Hồng Miêu có chút cảm khái, ma pháp có thể làm được rất nhiều chuyện võ học không thể làm được. Liền ví dụ nói, nhất vong dai không, võ đạo muốn làm cho người ta quên mất trí nhớ, đây chính là rất khó. Còn có, nhiếp thần thủ niệm, đại não phong bế thuật, ảo ảnh di hình, các loại ma chú đều tương đối thực dụng. Làm cho Hồng Miêu cảm thấy hứng thú nhất chính là vô ngân khai cơ chú. Lời nguyên này thậm chí có thể mở ra một thế giới nhỏ. Nếu như hắn học được một chiêu này, có phải là có thể chế tác một cái tiểu thế giới, sau đó đem Kỳ Lân chúng nó cất vào, không bao giờ sợ những người giả tâm kia tìm được chúng nó nữa. Tôi quan tâm đến những sinh vật ma thuật trong thế giới của Hermione hơn là phép thuật. Người mẫu chỉ là công việc. Những ma pháp sinh vật kia hình như có chút quá yếu. So với tinh linh trong thế giới Pokemon sinh vật ma pháp trong thế giới Hermione xác thực có chút yếu. Cho dù là mạnh nhất, Long, phóng tới tinh linh thế giới, chỉ sợ cũng không sánh bằng những cái kia chuẩn thần tinh linh. Và Basilic trong căn phòng bí mật. Nó đại khái là đánh không lại đại nham xà. Dù sao xà quái cường đại nhất đơn giản chính là ánh sáng hóa đá. Đại nham xà bản thân chính là tảng đá, ngươi mặc dù đem nó biến thành tảng đá, cũng không có gì khác nhau a. À trừ lần đó ra luận giảo sát phóng độc năng lực xà quái cũng bị tinh linh hoàng ngược có thể nói ngoại trừ sống ngàn năm điểm này ra xà quái ở trước mặt tinh linh không hề có ưu thế có thể cũng chỉ có phượng hoàng mới có thể bảo đảm một chút phong cách dù sao phượng hoàng có thể niết bàn nước mắt của nó còn có thể chữa khỏi tất cả độc tố đối với ta mà nói những sinh vật ma pháp kia đã đủ đáng sợ rồi hermione có chút bất đắc dĩ theo nàng xem ra, những ma pháp sinh vật kia đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới trong bầy quần hữu vậy mà còn ghét bỏ chúng nó. Ta không phải hồ ly tinh. Mạnh nhất vu vương, vu vương ngươi như thế nào không thủy quần? Lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể dễ dàng tiêu diệt vô đêm mô đi. Tô Tiểu Ly rất là nghi hoặc, phong thiệu diệp vì sao vẫn không ra nói chuyện phím. Dù sao hắn cùng Hermione cũng có thể xem như cùng một nhóm tiến vào thứ nguyên nói chuyện phím bầy vu vương mạnh nhất. Cảm ơn, người ở trên xe, lập tức lên máy bay. Phong Thiệu Diệp thuận miệng trả lời một câu. Hắn cũng không có tiếp lời Tô Tiểu Ly. Đối phó với vô đêm rất đơn giản, khó là làm sao phá hủy trường sinh linh giá của hắn, hoặc là nói làm sao phá hủy những trường sinh linh giá đó mà không bị tổn hại. Dù sao thì khẩu vị của vô đêm cũng rất cao. Ngoại trừ trường sinh linh giá đầu tiên là nhật ký của hắn ra, mỗi một trường sinh linh giá khác đều là bảo vật hàng thật giá thật. Vương miệng của Ravenco, hộp mặt dây chuyền của Slytherin, chiếc cốc vàng của Hufflepuff, viên đá phục sinh, Nagini, và vị cứu tinh cuối cùng, Harry Potter. Phương diện này ngoại trừ Harry Potter, những hồn khí khác phong thiệu dịp đều muốn lấy tới tay. Có thể ban cho người ta trí tuệ Ravenco mũ miệng, có nó, học tập bác kỳ kỹ hẳn là làm ít công to đi. Có thể chế tạo ảo cảnh rất có khả năng phong ấn lấy nào đó vật sống Slytherin mặt dây truyền hộp. Ít nhất có thể bảo đảm thức ăn và rượu không bao giờ biến chất. Đá phục sinh đủ để triệu hồi hồn thể ở giữa tử linh và sinh linh. Còn có huyết chú thú giả Najini, dùng hai tay đại khái có thể cho nàng tự do hoán đổi hình thái. Phong thiệu dịp một bên nhìn ngoài cửa sổ không ngừng cực nhanh cảnh sắc, một bên ở trong đầu suy nghĩ muốn như thế nào đem cái này năm món bảo vật lấy tới tay. Hắn rất thành thật, hắn chính là trường sinh linh giá tham lam vô demo. Cho dù là ở tiếp nối chư thiên vạn giới thứ nguyên nói chuyện phím trong đám, này mấy món bảo vật công hiệu cũng là tương đối cường đại. Phong thiệu diệp sẽ không cự tuyệt bất kỳ phương thức và cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ. Chờ sau khi Hermione vào hô liền đi tìm Dumbledore nói chuyện một chút đi. Phong thiệu diệp rất rõ ràng, muốn lấy được những bảo vật này, khẳng định không tránh khỏi Dumbledore mà Dumbledore lại là một người lý tưởng cao thượng sẽ hoàn toàn đánh tan vô đêm xem trọng hơn bất cứ thứ gì. Bọn họ hẳn là có thể nói chuyện rất vui vẻ. Sân bay thành phố ca. Phong thiệu dịp rất là tùy ý thông qua kiểm tra an ninh, tiến vào phòng khách quý. Hắn liếc mắt nhìn thứ nguyên nói chuyện phím nhóm, bên trong nói chuyện phím nội dung đã lệch đến thảo luận hồng miêu thiên địa đồng thọ có thể hay không xử lý xa quái. Vu vương mạnh nhất xà quái chẳng qua chỉ là một quái thú bình thường tuổi thọ dài mà thôi đừng xem thường sức mạnh của thiếu hiệp phong thiệu diệt tùy ý nói một câu hiện tại hồng miêu có thể còn đánh không lại xà quái thế nhưng chờ trải qua ma giáo ngóc đầu trở lại mã tam nương lòng già dạ hiểm độc kế hoạch chờ ma luyện sau đó hồng miêu chỉ cần tránh đi ánh mắt xà quái đánh xà quái quả thực chính là quá gia bình thường đơn giản dù sao trường hồng kiếm cũng không có khả năng sánh bằng bảo kiếm của Gryffindor chứ. Đinh ngay khi Phong Thiệu Diệp yên lặng lặng xuống nước, điện thoại di động của anh vang lên. Lấy di động ra nhìn, ánh mắt Phong Thiệu Diệp nhất thời tối sầm lại. Alo. Lấy tai nghe Bluetooth ra đeo lên tai, Phong Thiệu Diệp nhận điện thoại. Tiểu Phụ Hán, ngươi hiện tại ở nơi nào a? À? Trong tai nghe truyền đến một trận thanh âm làm cho xương cốt người ta như nhũng ra. Khóe miệng Phong Thiệu Diệp nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt mà chính hắn cũng không nhận ra. Tôi đang ở sân bay thành phố Ca, sắp về nhà rồi. Về nhà. Gia nhân đầu dây bên kia rõ ràng có chút kinh ngạc, tu hành của cô kết thúc rồi. Sao có thể nói kết thúc chứ, chỉ có thể nói tạm thời có thể nghỉ ngơi. Tu hành không có kết thúc cái thuyết pháp này, Phong Thiệu Diệp chỉ là đạt thành một giai đoạn nào đó mục tiêu mà thôi. Vậy sau khi anh trở về có thời gian không? Đầu kia ngữ khí có chút chần chờ. Thế nào, nhớ tôi à? Phong thiệu dịp cười như một tên ăn chơi trác tán. Mấy vị khách trong phòng nghỉ kinh ngạc nhìn phong thiệu dịp một cái, sau đó bọn họ liền lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Tuổi trẻ thật tốt à? Chương 10 Một đêm kia, rất nhuận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được phong thiệu dịp trêu chọc, thanh âm đầu dây bên kia biến mất hừ không sai lão nương nhớ ngươi không lâu sau đầu kia liền truyền đến một tiếng hừ nhẹ lời nói lại thành thật dị thường vậy anh tới đón chúng ta cùng nhau trở về ngữ khí phong thiệu diệp rất là ôn nhu cái gì trong tay nghe truyền đến thanh âm kinh ngạc cùng nhau trở về về đâu đến nhà anh phong thiệu diệp gật đầu sau đó lại nghĩ đối phương không nhìn thấy kết quả là ừ một tiếng. Đừng nói cười, thân phận này của tôi làm sao đến nhà anh được. Nếu anh cảm thấy mắc nợ tôi, lúc rảnh rỗi thì tới tìm tôi đi. Nghe rõ ràng cự tuyệt trả lời, Phong Thiệu Diệp lơ đỉnh. Thân phận gì? Cô ngoại trừ thân phận là bạn gái của tôi ra, còn có thân phận gì? Thanh âm trong tai nghe lại biến mất, hiển nhiên người bên kia hoàn toàn không nghĩ tới Phong Thiệu Diệp sẽ trả lời như vậy. Thật lâu sau, Cô nhẹ nhàng cười. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì sân bay gặp. Ánh mắt Phong Thiệu Diệp lập tức tối sầm lại. Hạ Hoa, cậu sợ không phải lại muốn làm đấu sĩ bò tót sao? Hơi chút, anh tới đánh tôi nha tôi chờ anh ở sân bay thành phố Giác Điện thoại bị cúp. Nhìn điện thoại di động rơi vào màn hình đen, sự trầm thấp trên mặt Phong Thiệu Diệp biến mất, thay vào đó là hồi tưởng về quá khứ. Ba năm trước, khi Phong Thiệu Diệp theo dõi hỏa chi tinh linh tình cờ gặp Hạ Hòa đang đi du lịch giải sầu. Lúc ấy hắn vẫn chưa nhận ra Hạ Hòa, dù sau ba năm trước Hạ Hòa còn không có gia nhập toàn tính, còn không có trở thành cái kia khét tiếng đích cạo xương đao. Nhưng Hạ Hòa lại nhận ra Phong Thiệu Diệp. Dù sau ba năm trước thời điểm thiên hạ hội đã cuộc khởi, Phong Chính Hào hướng về phía trước leo lên thế không giảm, người nhà hắn tin tức tự nhiên cũng bị dị nhân giới điều tra đến. Phong Chính Hạo có một cái rời nhà trốn đi nhiều năm nhi tử chuyện này, tại vì nhân giới coi như là nổi tiếng rồi. Khi đó, Hạ Hòa muốn trêu chọc Phong Thiệu Diệp, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cô coi như tìm cho mình chút niềm vui. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Phong Thiệu Diệp lúc ấy đang bị hỏa chi tinh linh chạy trốn chung quanh làm cho tâm phiền ý loạn, hoàn toàn không để ý nàng là đại mỹ nữ chủ động tiến lên bắt chuyện. Dị năng của Hạ Hòa đối với người bình thường mà nói là hoàn toàn không thể chống cự chỉ có tu vi giống như lão thiên sư cực sâu tâm tính cũng rèn luyện thành thép tu sĩ mới có thể chống đỡ phong thiệu diệp lúc đó tu vi cùng tâm tính tự nhiên là không cách nào cùng lão thiên sư so sánh nhưng hắn có treo mà ngay lúc đó phong thiệu diệp đã tập hợp đủ thổ chi tinh linh cùng thủy chi tinh linh thiên địa tinh linh mang đến cho phong thiệu diệp tăng lên rất lớn quấy nhiễu tinh thần bình thường đối với phong thiệu diệp hoàn toàn không có hiệu quả lần đầu tiên bắt chuyện thất bại hạ hòa đối với phong thiệu diệp càng ngày càng cảm thấy hứng thú một đoạn thời gian sau nàng vẫn đi theo bên cạnh phong thiệu diệp muốn nhìn xem năng lực của phong thiệu diệp đối với nàng rốt cuộc có thể chống cự tới trình độ nào từ nhỏ đã thức tỉnh dị năng hạ hòa kỳ thật nội tâm là rất chán ghét năng lực của mình dù sao bởi vì phần năng lực này nàng từ nhỏ đã bị người mắng là hồ mị tử lớn lên một chút lại bị bạn cùng lứa tuổi xa lánh đợi đến khi cô có thể khống chế năng lực của mình, cô bị ai phát hiện, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể chống lại một ánh mắt của cô. Điều này cũng làm cho cô cơ hội mất đi hứng thú với đàn ông. Lần này thật vất vả gặp được một cái sẽ không bởi vì chính mình một cái ánh mắt liền biến thành liếm chó nam sinh. Hạ Hoài nhất định phải nghiêm túc tiếp xúc một chút a. À. Có một câu nói rất hay, khi một người phụ nữ bắt đầu tò mò về một người đàn ông, đó chính là lúc bắt đầu rơi xuống. Sau đó nàng liền ngã đêm phong thiệu diệp thu phục hỏa chi tinh linh hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhu tình như nước nhiệt tình như lửa muốn nói cụ thể trải qua phong thiệu diệp chỉ có thể nhớ lại hai chữ rất trơn thành phố Z, đại sảnh sân bay một người mặc quần bò áo tê Sớt màu trắng đem dáng người ma quỷ bày ra vô cùng nhường nhuyễn nhào vào trong ngực phong thiệu diệp rõ ràng cao một mét bảy nhưng hạ hòa ở trước mặt phong thiệu diệp lại giống như một con mèo khát vọng được yêu thương trong điện thoại không phải còn rất mạnh miệng sao phong thiệu diệp nhẹ nhàng phất qua mái tóc hạ hòa hắn có chút cảm khái tại sao chuyện xảy ra trước khi gia nhập nhóm cha thứ nguyên không tính vào trong tính toán thay đổi nội dung vở kịch thế giới chứ trên người anh có mùi vị của những cô gái khác nha hạ hòa ở trong lòng phong thiệu diệp ngẩng đầu đôi mắt đẹp sáng ngời hiện ra một tiêu oán niệm con nghe con này, chẳng lẽ thật sự thành kẻ phụ lòng? Phong Thiệu Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới hạ hòa cầm tin con chó. Trên người hắn đích xác hẳn là có mùi vị của những cô gái khác. Dù sao hắn mới đi giúp Na Mỹ giải quyết A Long. Trên máy bay có cọ. Phong Thiệu Diệp mặt không đổi sắc nói dối, hắn vươn tay nhẹ nhàng véo má hạ hòa. Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình còn không có lòng tin sao? Nghe được Phong Thiệu Diệp trả lời như thế, hạ hòa lập tức đứng thẳng người cô ấy không tự tin vào bản thân sao hừ hạ hòa hất mái tóc tầm mắt của những người xung quanh liền toàn bộ rơi vào trên người cô nếu không có phong thiệu diệp đứng bên cạnh cô thoạt nhìn cũng không dễ chọc chỉ sợ hiện tại đã sớm có người đi lên muốn phương thức liên lạc ta làm sao có thể không tự tin vậy thì về nhà với tôi một câu nói của phong thiệu diệp trực tiếp khiến hạ hòa cứng đờ tại chỗ ánh mắt cô mơ hồ bất định, chính là không nhìn thẳng vào Phong Thiệu Diệp. Có chuyện gì vậy? Phong Thiệu Diệp giơ tay lên cố định mặt Hạ Hòa. Trong mắt Hạ Hòa hiện ra một tia trầm thấp. Em đã gia nhập toàn bộ, anh cũng biết mà, em làm sao có thể cùng anh về nhà. Một người là yêu nữ toàn tính, một người là con trai của mười lão. Phàm là có người đem Hạ Hòa cùng Phong Thiệu Diệp trong lúc đó quan hệ công khai, vậy thiên hạ sẽ bị rất nhiều danh môn chính phái vây công a à, toàn tính cạo xương đao phong thiệu diệp nhếch khóe miệng khinh thường nếu ai dám nói xấu cứ để hắn đến trước mặt ta nói một vệt hắc khí hiện lên trong mắt phong thiệu diệp hạ hòa đối diện với phong thiệu diệp giống như thấy được một con cự mãn che khuất bầu trời cô chỉ cảm thấy hai chân có chút mềm nhũng như vậy ngươi thành công rồi hạ hòa khó có thể tin nhìn về phía phong thiệu diệp con nghe con này lại thật sự thành công thu phục thần bàn tinh linh ồ không đúng phải nói là thần bàn tinh linh thật sự tồn tại tin tức này một khi truyền ra cái khác thuật sĩ cùng vu sư chỉ sợ sẽ điên rồi đi thành công rồi phong thiệu diệp đã sớm đem kế hoạch của mình nói cho hạ hòa chẳng qua lúc ấy hạ hòa chỉ cho rằng phong thiệu diệp đang nói đùa thiên địa ngũ hành nguyên tố có thể sinh ra tinh linh đã đủ thái quá rồi thần bàn loại nguyên tố thuộc về kỳ môn độn giáp này là như thế nào sinh ra tinh linh. Thật sự là thế giới to lớn, không thiếu chuyện lạ. Đi thôi, tôi đã nói với cha tôi sẽ đưa anh về. Anh cũng không muốn lần đầu tiên gặp cha em đã đến muộn chứ. Ngày đầu tiên 24 giờ viết sưu tầm 297, tuy rằng khoảng cách ta dự tính 400 thiếu 100, nhưng là hoàn toàn có thể viết. Tiểu tác giả không tham ha ha, xin các vị độc giả yên tâm sưu tầm.